Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là những tách cà phê đời sống. Nhắc đến đời sống thì có lẽ là trong những ngày này thì mọi người cũng đã cảm thấy rục rịch để chuẩn bị những cái món quà tặng cho một nửa thế giới như ngày mùng 8 tháng 3. Không biết là với Thúy thì thông thường mùng 8 tháng 3 hàng năm ấy thì phần lớn là những cái món quà mình nhận được sẽ là gì? Hoa, quà, thiếp, tiền, lời chúc. Thực ra khi mà nhắc đến những món quà trong ngày mùng 8 tháng 3 thì chị em phụ nữ em tin là sẽ có một cái list, thậm chí là sẽ kiểu có những cái tick ấy để xem là ngày hôm nay là đã nhận được cái gì này, món quà nào đã nhận được này. Thì em thấy như anh Thắng vừa kể là rất là đúng, những cái món quà phổ biến có thể là những bó hoa, hoặc là có thể là những cái món quà nhiều hơn về mặt giá trị, Đặc biệt là hoa đồng đặc tiền. biệt vâng đấy là hoa đồng tiền, hoặc là có những cái món quà mà em thấy cũng rất là dễ thương được nhận trong ngày mùng 8 tháng 3, có thể là sách này, hoặc có thể là những cái phụ kiện nào đó cho việc làm đẹp mà chị em phụ nữ cũng rất là thích. Thế nhưng mà những cái cách lựa chọn món quà như vậy thì lại cần có một cái sự tinh tế rất nhiều từ những người đàn ông. Thì anh Thắng Rồi. đâu đó có gặp khó khăn nào trong việc lựa chọn quà cho các chị em không? Khó chứ. Thực ra thì với những người đàn ông chúng tôi thì một năm có rất là nhiều ngày. Nhiều khi là việc suy nghĩ xem là cái dịp đó tặng gì cho chị em thôi thì cũng đã là đau đầu rồi. Mùng 8 tháng 3 này, 20 tháng 10 này, ngày lễ tình nhân này, kỷ niệm ngày cưới này, ngày sinh nhật này. Đấy. Thậm chí là ngày đầu tháng như hôm nay chẳng hạn, hay Đúng là ngày rằm mình cũng có thể tặng quà, rồi. đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều là không biết là với những người phụ nữ thì thường trong những cái dịp như vậy nhận được quà ấy, thì có khi nào, tôi biết là chị em thì thường là những người mà cũng có rất là có năng khiếu trong việc làm đẹp, ví dụ như là cắm hoa chẳng hạn. Thì nếu mà nhận được một cái lẵng hoa hoặc là một cái bó hoa được tặng từ những người đàn ông của mình thì có bao giờ chị em có đôi chút nhận xét xem là liệu rằng cái việc mà thực hiện việc cắm những cái bó hoa đây nó đã chuẩn mực chưa, đã đẹp chưa, không có bao giờ mình nghĩ cái đấy Em nghĩ là rất nhiều chị em có đấy, bởi vì là không? cắm hoa, cái việc cắm hoa thôi thì nhiều chị em cũng xem nó như là một cách để có thể là fresh lại cái tâm hồn của mình này, hoặc là cũng là có là để thiền nữa, để học thiền nữa. Đây cũng là một trong những cái bộ môn thiền rất là hữu hiệu. Thực ra với riêng Phương Thùy, với riêng em thì em sẽ lựa chọn việc là cắm nguyên cả bó hoa đó vào bình. Thế nhưng mà với Chỉnh một Phương một vài chút, chỉnh hướng thôi là được, vâng, đúng không? thế nhưng mà thực ra cắm hoa thì nó là cả một cái nghệ thuật, và có rất Đúng. là nhiều những cái tip cắm hoa khác nhau mà ngày hôm nay chương trình của chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị khán giả, đặc biệt là cho các chị em nếu như muốn trổ tài nhiều hơn. Và hãy cùng theo dõi với chúng tôi ngay sau đây để biết được những bí kíp đó là gì, quý vị nhé. Cắm hoa tặng cho người thân yêu trong những ngày lễ luôn là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Thế nhưng để cắm một mẫu hoa đơn giản và đẹp thì không phải mọi người trong chúng ta đều biết. Phong cách đơn giản luôn là sự lựa chọn lý tưởng. Hãy tự tay cắm một bó hoa thật xinh xắn dành tặng những người thân yêu trong ngày quốc tế phụ nữ sắp tới để cảm nhận những tình cảm thiêng liêng trong ngày đặc biệt này. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bó hoa hình trái tim có tông màu hồng. Cái màu hồng rất lãng mạn và mang đầy tình yêu thương mộng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bó hoa với cái khung hình trái tim như này. Đây là mẫu tôi đã làm trước một chiếc. Cái nguyên liệu tôi sử dụng là hai cành con nớt, gọi là giác mộc hoa đấy. Sau khi cố định thì chúng ta sẽ uốn. Cái cành thì nên chọn những cái cành nó có độ dẻo cao ấy, nó sẽ uốn được mà không bị gãy. Cái này uốn thì khá là đơn giản. Đó, mình sẽ cố định hai cái đầu hai bên rồi này. Thì mình bắt đầu vào hoa các bạn nhé. Sẽ đi hoa theo những cái đường khuôn mình đã làm sẵn thì nó sẽ dễ vào hình hơn. Như các bạn đã biết thì hoa hồng ấy tượng trưng cho tình yêu ấy. Bình thường thì mọi người sẽ dùng cái hoa hồng đỏ, nhưng mà hôm nay tôi sẽ sử dụng cái hoa hồng màu hồng phấn ấy. Thì trong tình yêu cái màu hồng phấn nó cũng làm tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng nhưng mà lại bền chặt. Đối với hoa hồng thì có độ bền không được cao cho lắm ấy, nó khoảng từ 3 đến 4 ngày thôi. Nên là khi mà cắm hoa ấy, các bạn lưu ý là sẽ tuốt sạch lá.
và trước khi cắm thì sẽ cắt chéo gốc 45 độ ấy. Và khi cắm thì mình sẽ sử dụng dưỡng hoa ấy, để hoa được tươi lâu hơn. Ngoài hoa hồng ra thì tôi có sử dụng thêm một số loại hoa khác như là hoa thanh liễu màu trắng này, Erica, lá chanh ấy, để tăng cái sự phong phú cho bó hoa của bạn. Tôi cũng có điểm thêm một ít baby trắng, là một cái loại hoa biểu trưng rõ rệt cho tình yêu. Có một số loại ấy, thân là thân gỗ nên là khá là cứng ấy. Nên khi các bạn cố gắng là cắt thật là dứt khoát và nên sử dụng những loại kéo chuyên dụng ấy. Những cái bó hoa cầm tay ấy, thì mình sẽ có thể dùng nơ, dây băng. Ở đây mình sẽ đang dùng cái dây thừng. Sẽ mang cái phong cách hơi biến chất gì. Như vậy là tôi đã hoàn thành được bó hoa hình trái tim. Đây sẽ là một gợi ý cho các bạn trong các dịp lễ, một món quà khá là ý nghĩa và ấm áp.